Hello, chào bà con, chào đại gia đình. Rồi, sân xàm đây, ô là lánh la. Rồi, hôm nay mới tới Mỹ nha quý vị. Đó, là chạy vòng vòng ngoài đường để coi thử đường xá nó như thế nào nha. Đó, mới hôm qua mới tới nơi. Đó, lâu nay em đâu có đăng gì trên YouTube đâu. Mới đăng lên cái em Lan nhảy vô tab em liền quý vị. À, công nhận em Lan này nó canh em dữ quý vị. Em thấy nó em sợ rồi ha. À, em bỏ em chạy rồi mà nó cũng canh em ghê quá quý vị ơi. Thôi chắc em phải quay lại em canh nó quá. À, bởi người ta nói à, cái gì? Canh bầu, canh bí, canh chua không sợ mà sợ canh me. Nó canh me em ghê. 10 ngày em không ra clip nha. Đó, bắt đầu em vừa ra clip là một 10 phút sau cái nó tát em liền. Ghê thiệt. Đó, nó táp em, nó đưa cái tên em lên táp cộng đồng. Nó nói sơn xàm hả mày hả, đi đâu thì kệ mày, cái gì chị cắn chị này nọ, trời ơi ai cắn em đâu Lan, khổ ghê. Đó rồi hả, bây giờ Lan chơi cái trò gì quý vị biết không? Đó, mỗi ngày thì nó lên khoảng 6 đến 10 cái táp cộng đồng là nó chửi mười mấy YouTuber. À, nó nói là bây giờ là những YouTuber này lên á là nói để cái kiểu giống như là dành công. Đó, dành công trạng. À, sau này là chị Hằng là về là sẽ giống như là dành phần thưởng gì đó. Trời ơi, cái đó là tự nó tưởng tượng ra thôi. Thấy không? Đó, câu chuyện mà những cái YouTuber người ta lên tiếng, người ta ủng hộ chị Hằng á là người ta ủng hộ lẽ phải, đó, ủng hộ những cái việc làm chính nghĩa. À, của anh Dũng với chị Hằng nó đem đến cho bà con, đem đến cho nhân dân, những người nghèo khó. À, người ta làm từ thiện bằng tiền của người ta. À, cho nên những người YouTuber người ta lên tiếng vậy thôi chứ đâu phải là người ta làm vì cái động cơ như Lan đâu Lan. À, ha. Đó, sẵn là người ta làm YouTube người ta kiếm view nè. À, rồi người ta bán hàng. À, cô bác anh chị người ta thương tình thì người ta ủng hộ, đúng không? Đó, người ta làm, người ta có cuộc sống của người ta. Nó, ai cũng có công việc, cái xã hội này mà ai cũng có công việc hết. Chỉ có Lan là người không có công việc. Đó, Lan rõ ràng là Lan không có công việc nha. Đó, mấy cái hũ rượu chân cho vui thôi, chứ không bán cũng không ai mua. Mà người ta có mua thì cũng không bán. Đó, xong rồi á là chửi 3-4 năm trời. Thậm chí viết đơn chỗ này, viết đơn chỗ kia, sẵn sàng ra tòa, sẵn sàng phúc thẩm, sẵn sàng làm cái này làm cái nọ ha, sẵn sàng là gửi đơn ra giám đốc thẩm, sẵn sàng là kiện người này kiện người kia. À, nhưng mà để mà giống như là làm công quả, nhưng mà thực ra là Lan không có làm công quả ha. Lan dễ gì mà làm công quả. À, Lan làm là có mục đích của Lan hết, ai đứng sau lưng, ai giật dây cho Lan đồ này kia cái nọ là có hết nha Lan. Đó, mai mốt các chú công an là người ta sẽ giống như là người ta sẽ giải thích rõ ràng câu chuyện này. À, chị Hằng thì sắp về rồi, nói cho Lan biết nha. Đó, nói chung là trước lễ 2 tháng 9. Trước lễ 2 tháng 9 nha. Vừa rồi thì cũng lu bu mấy cái chuyện thay đổi lãnh đạo nè, rồi quốc tang nè, rồi có những cái này kia, cho nên cái chuyện đặc xá ân xá của chị Hằng nó bị gián đoạn. À, nhưng mà ngày lễ 2 tháng 9 này thì chị Hằng sẽ về trước nha, yên tâm. Về rồi thì sẽ có phim coi, đó, hay ho lắm Lan. Nhiều phim hay lắm quý vị. Thì quý vị biết rồi, em thì đợt này thì em đi qua Mỹ để em trải nghiệm cái cuộc sống. À, em trải nghiệm thì đầu tiên qua thì tiếng Anh mình cũng không biết, thì nói chung là cũng chưa có rành về mọi thứ bên đây. Đó, để em trải nghiệm cuộc sống bên đây nha, nhưng mà em vẫn không quên đâu. Đó, em vẫn chăm sóc Lan hàng ngày, vẫn đưa tin về drama liên tục. Đó, các anh chị cứ follow kênh Sơn Sàm nha. Đó, mai mốt á, chị Hằng ra rồi thì em sẽ quay trở lại, em sẽ làm nhiều hơn, em sẽ đưa tin nhiều hơn. Đó, và đặc biệt là chăm sóc những cái thành phần như là Lan Ca Vé, Bảy Gà, rồi là gì Phan Phong, rồi một vài tên nữa. Đó, Nam Râu Hoàng Kim Dung nữa nha. Đó, cái vụ Hoàng Kim Dung sắp tới cũng ly kỳ lắm quý vị. Hoàng Kim Dung sắp tới là sẽ dính tới một cái vụ cũng hơi bị lớn đó quý vị nha. Hoàng Kim Dung đợt này đi cũng hơi xa đó quý vị.
Hoàng Kim Dung thì cũng tay này cũng không phải là một cái tay vừa nha quý vị, rất là nguy hiểm, nhưng bây giờ tôi không có tiện nói ra thôi đó. Nhưng mà cái thành phần này là cũng dạng cao tay ấn đó quý vị, cao hơn hàng ni nhiều ha. Đó, còn con lan này thì quý vị biết rồi đó, nó cũng khùng điên điên, nhiều lúc 6 giây nóng 1 giây nguội ha. Đó, đáy vô cầu chì hay là đút tay vô ổ điện gì thì con này nó bị khùng khùng, cho nên mình cũng không có bàn nhiều, chẳng qua nó phát ngôn là mình nghe mình bực thôi. Chứ tính ra em lan này thì cũng không có gì mà nguy hiểm. Nguy hiểm là Hoàng Kim Dung là nguy hiểm gấp 10 lần đó, rồi hàng ni thậm chí còn nham hiểm hơn. Nó làm nó có cái đầu nó suy tính đó quý vị, còn lan này nó không có gì hết trơn. Lan này giống như được quăng cho cục xương là keo sủa là sủa. Lan này dễ chơi lắm, dễ xử lắm, cho nên mấy anh áo xanh cứ để cho em ấy cứ tự nhiên. Những cái việc gì của em Lan làm thì mấy anh áo xanh để trong lòng bàn tay hết rồi ha, không có thoát đi đâu được hết. Mấy anh chị yên tâm, một con ruồi mà bay qua mặt các chú công an thì người ta cũng biết được đâu là ruồi đực, đâu là ruồi cái. Mà chuyện của Lan thì quá đơn giản, quá bình thường, nhìn vô là biết, ai nhìn vô cũng biết hết. Bà con cô bác nhìn vô là một con người, người ta làm vì cái động cơ gì, một cái mục đích gì đều biết hết. Bà Hằng với ông Dũng cũng chả xích mích gì với Lan. Mà Lan nói là gì, phản biện gì mà người ta không nhắc đến mình mà mình vẫn chửi người ta ròng rã 3 năm trời, hơn 3 năm trời. Mình thù gì thù dai dữ vậy. Bây giờ mình bực ai, mình chửi ai thì mình chửi vài ngày thôi, hoặc là mình chửi tháng thôi cũng được. Này chửi gì mà chửi mấy năm, thù gì mà thù dai vậy, giống như là có mối thù truyền kiếp vậy, không? Đó, người ta cũng chả làm ăn, người ta cũng chả xích mích gì với mình. Đó, thì chắc chắn một điều là cái này là đi sủa mướn. Sủa để kiếm cái bỏ vô miệng, cho nên là phải sủa nhiều. Đó, phải sủa liên tục đó. Quá dữ thôi, chịu á. Rồi ok ha. Rồi bây giờ Sơn Sàm sẽ cho quý vị xem những cái hình ảnh của em khi ngày đầu em mới tới Mỹ nha. Đó, rồi em sẽ cập nhật liên tục hình ảnh cho quý vị chúng ta. Ok. Can I have number 4 but just plain? Okay, anything else? So the plain is just bun, meat, cheese and the bacon, right? Yeah. Okay. Can I have a combo? What size? The size, is that for the fry or for the drink? Yeah, what size for the combo? Give me medium. Regular fries or curly fries? Curly fry. Dr. Pepper. Mình mua cái gì là mình phải order trước, mình nói qua cái loa đó quý vị. Xong rồi mình nó làm xong rồi mình chạy tới đây mình lấy. Mình ngồi trên xe mình mua luôn nha. Ở Mỹ mua đồ không cần xuống xe. Mình cách khoảng 10 mét là mình sẽ order trước, nó nhìn qua cái màn hình nó nói cho mình biết. Mấy đồng? 13 đồng hả? Một ly là 13 đồng đó anh em ơi. 13 đồng là 10 đồng là 250 nha. 13 đồng là hơn 300 ngàn đó. Nhất cái đầu lâu quá. Mấy anh em thấy qua Mỹ uống ly trà sữa hơn 300 ngàn không? Nhức đầu quá. Thôi nhà quanh quậy nước chanh uống cho rẻ mấy anh em ơi. Ngon. Nóng. Nó giống như khoai tây chiên đó anh em. Mặn mặn.
đó, như đây 16 đồng đó. Ly trà sữa với bịch này là 30 đồng rồi, 750 ngàn. Nhít đồ lâu quá, thôi mai ở nhà quậy nước chanh đúng không? Bỏ miếng đường nặng hai trái chanh xong. Somebody right? Yeah. À, gói Mamboro này nó 10 đồng 63, 11 đồng nha quý vị. Ủa, phải bỏ thuốc thôi. Hey, look, Tom, that should encourage him to quit. Đúng rồi. What do you say? Nên bỏ thuốc thôi, tại mắc quá nha. What do you say? I won't hear you. Yes or no? Yes. Phải bỏ thuốc thôi nghe anh em, một gói Mamboro là 11 đồng. Nha, 11 đồng là gần 300 ngàn một gói.